Ok, bây giờ sẽ là lần đầu tiên có mặt tại trường đua 2K, đó chính là cái bộ môn go-kart. Go-kart. Đây là một chiếc xe go-kart 390 phân khối, đừng nhập nguyên con nha. Xe này nhập nguyên con từ châu Âu nha, là tiêu chuẩn châu Âu luôn. Đó, xe là nó có cái full bảo vệ rồi tem mỏng, rất là đẹp. Rồi. Sơn 1m2 chứ lộn à. Ok, kỹ sư hãng sẽ tham gia thử để review xem là cái môn go-kart này ở trường đua 2K là sẽ như thế nào nha. Đó, bữa sau mà bắt đầu khi mà những cái chiếc xe này đã hoàn thiện hết mà người ta cho thuê là anh em có thể tới sân đua 2K để trải nghiệm. Rất là tuyệt vời, cái môn này đua nó rất là kịch tính, xe rất là mạnh nha, 390 phân khối lận. Cùng với lại anh Gấu thì đua 2K trải nghiệm thử cái bộ môn con cá này ở đây là sao ha. Không có mặt giáp thì mình chỉ cưỡi ngựa chích hoa chút xíu thôi. Ở bộ môn này khi mà chạy sân có nước thì nhất định là phải nên có kiếm che mặt hay là một cái bộ đồ áo đi mưa, tại vì cái sân này nó mới mưa xong mà nên ướt nhẹ vào. Chạy lên là ướt trong tả mặt luôn, tới cái cua là nước tấp. Không sao, thì cái kiếm này là mình sẽ phải chạy, khi mà chạy trời mưa thì phải mặc đồ mưa, có xe có nó, còn này mình chỉ trải nghiệm thôi. Mà bây giờ là hơi là lạnh á, trời mưa hơi là lạnh. Rồi đi vô con trai, đợi anh Gấu đi vô. Rồi vô này Gấu, chạy cho cháu, không được đâu đây. Rồi, quá dữ. Ê, cái môn này, có vẻ phải chạy đó anh, mưa quá nên mà chạy vui quá. Ok, chạy vui nha. Rồi nói đi anh, lấy nói rồi vô đây con, cái nói cho cái nói đi. Rồi bây giờ là sẽ bắt đầu chạy thiệt trên cấu nha. Các anh em là sẽ thay vừa cái môn này ở trên đua hay nha. Rồi kèo là ai chiến thắng là tối nay là một con gà trên giường nhất thôi. Rồi ok. Đến đi.
Thank you.